Hi, xin chào các bạn, đâu trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsimon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ cố gắng làm cho xong cái nhiệm vụ sao băng để chúng ta có thể nhận được cái Dynamax Band để mà Dynamax Pokemon các bạn ơi. Và sẵn tiện thì mình cũng sẽ tiến hóa luôn 4 em Pokemon, đó chính là Rippy. Đây, em rồng này các bạn ơi. Em Heartstream. Ồ, em này chưa tiến hóa cấp cuối luôn. Và em Farfetch này nữa nè. Ồ, hầu chưa. Và cuối cùng là con Mogrim này nha các bạn ơi. Đó, mình sẽ tiến hóa một lần 4 con này luôn nha. Mình sẽ dùng Volcanion để mà thách đấu với lại em Boss này luôn nha các bạn ơi. Chắc mình xài thử chiêu Hydro Pump đi ha. Ui, nó đánh mình đau phải cái chưởng hả. Đây, mình cấu nó được nửa cây máu thôi nè. Không biết trận này mình có đánh thành công nữa. Tiếp theo là Son Galio ra trận. Hy vọng là thành công các bạn ơi. Cái em này thì nó khá là mạnh luôn đó. Dãnh cử tỏi rồi. Và nó cho mình một cái Ray Candy luôn. Và chúng ta có thêm được một cái Focus Shot nữa. Rất là xịn sò đấy các bạn ơi. Để mình coi thử level của mấy em này coi. Mình có thể cho em Volcania lên cấp 86 nè. Cho nó bằng cấp với lại Son Galio luôn nha các bạn ơi. Ngon lanh canh đao rồi đó. Sẵn tiện bây giờ chắc mình cũng sẽ quanh cái vùng Extreme Hill này để mà kiếm các cái trainer nha các bạn ơi. Chúng ta còn nhiệm vụ là đánh bại 25 trainer nè. Bên đây chúng ta có được một chút cảnh sát các bạn ạ. Sẵn tiện thì chúng ta sẽ thách đấu trainer này luôn nha. Mình có thể vừa luyện cấp cho Pokemon được nữa. Rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Hao đua nè. Hai con Pokemon rồi đó. Tiếp theo là con gì đây? Snubbull. Snubbull nè. Ôi, chút cảnh sát này thì chỉ có 3 con Pokemon thôi các bạn ơi. Hay là mình sẽ gần gần mấy ngôi làng để mà chúng ta có thể gặp được trainer nha. Chúng ta thấy được một cái nhiệm vụ gì nè các bạn ơi. Mình gặp được một cái nhiệm vụ gì nữa. Và đây là nhiệm vụ bắt 15 Pokemon. Để mình coi thử bắt 15 Pokemon hệ gì mới được nha các bạn ơi. Đây rồi, nhiệm vụ bắt 15 Pokemon hệ điện các bạn à. Ok, mình sẽ lưu chỗ này là 15 Pokemon Electric đi nha. Đó, lưu như vậy á, cho giờ bữa chúng ta sẽ qua đây và để trả nhiệm vụ cho nó dễ các bạn ơi. Có một con Vivillon kìa, chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi Vivillon gì đây. Đây là Vivillon gì vậy? Vivillon ở vùng Extreme Hill thôi các bạn ơi. Phía bên này lại xuất hiện trainer nữa nè. Ngon lành, trainer cấp 85 luôn. Cấp cao thiệt sự các bạn ạ. Mình có thể thách đấu được nè. Xịn sò con bò luôn. Flalit này nè. Trainer này có luôn một con Caesar các bạn ơi. Chỉ có 2 Pokemon thôi hả? Trời ơi, sao ít quá vậy? Và cái em Rippy của mình nó cũng đã lên được cấp 47 rồi nè. Chỉ còn 3 cấp nữa là nó có thể tiến hóa rồi đó các bạn ơi. Đây, Roly Coly. Con này thì không thể xài hệ lửa thôi bạn ơi. Chắc mình sẽ chuyển qua xài hệ nước nha. Steam Eruption. Dãnh cụ tỏi luôn. Nó cho mình một cái Choice Pad nè. Thôi mình sẽ cất cái này đi ha. Cái Focus Shot này chắc mình cũng sẽ cất vô luôn. Rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường đi tìm kiếm các trainer thôi. Nãy giờ thì mình mới đánh bại được 2 trainer thôi. Đây mình gặp được một trainer nữa các bạn ơi. Hồi nãy tôi thấy cái gì đó. Ôi, trainer này thì mới cấp 26 thôi. Trời ơi, cấp 26 thì mình luyện rất là nhanh thôi mà. Ravillor nè. Nó có nồi tại một máu đó. Con này Felix mày nhà con. Dãnh cửu tỏi rồi. Hai album đó các bạn ơi. Con này nó vẫn có nội tại một máu à. Mấy cái trainer thợ mỏ này toàn là Pokemon có nội tại một máu không à. Nó trâu vào cái chưởng các bạn ơi. Chúng ta phải đánh nó 2 hit thì nó mới chết đó. Đây, Weeble. Sao không được vậy ta. Mình sẽ chuyển qua xài chiêu Overheat thử nha. Chiêu này thì lại được các bạn ơi. Và cái hiệu ứng nó cũng rất là đẹp luôn. Chúng ta lại không được nữa rồi. Mình sẽ đổi qua Hydro Pump nha. Xài chiêu không được các bạn ơi. Hình như là nó đang giảm speed của mình đó. Steam Eruption. Không được luôn các bạn ơi. Làm lại phát nữa. Nó ngăn chặn cái đòn tấn công của mình rồi. Chắc bây giờ mình sẽ đổi qua Pokemon khác đi. Cho con Son Galio ra trọn nha. Mình sẽ ưu tiên dùng mấy Pokemon cấp cao như thế này nè. Luyện cho nó nhanh các bạn ơi. Nó vừa tốn thời gian phải chữ ngờ. Sentinel Strike. Đánh cũng tỏi luôn. Cái gì nữa đây? Lại con Diwibo nữa.
dãnh củ tỏi đó các bạn ơi. Sentinel Strike phát nữa đi. Đó, những cái chiêu này á thì nó sẽ làm mất đi cái nội tại một máu của mấy em Pokemon đó các bạn ơi. Hey, bên đây chúng ta gặp được một em Steelix Mega nè. Nhìn xịn thiệt sự nha các bạn ơi, khá là to luôn. Rồi mình sẽ thách đấu em này luôn nha các bạn ơi. Ê, nó ở chỗ này đúng không? Đó, mình sẽ xài chiêu Steam Eruption trước nha. Ui sao thi triển hơi lâu vậy ta? Đó, một hit chích queo luôn. Và nó cho mình một cái Ray Candy nè. Cùng với đó là một cái Electrium Z các bạn ơi. Đá Z hệ điện. Ồ, ngon lành nha. Giờ thì mình sẽ cho em nào lên cấp đây? À, cho Solgaleo đi. Cho nó lên cấp 88 các bạn ơi. Ồ, mình luyện nhanh phải có trưởng hả? Mới đây mà Solgaleo đã đang được cấp 88 rồi nè. Hay là mình đi qua lại cái vùng Swampland các bạn ơi. Vùng đầm lầy nè. Đây chính là nơi xuất hiện của hai em Pokemon Gen 8 rất là mới luôn các bạn ơi. Rồi sẵn tiện để mình tìm tụi nó thử coi. Con này thì xuất hiện vào ban ngày hả? Ban ngày các bạn à. Ô, đây đây đây, nó đây luôn nè. Đây là con Totsu nha các bạn ơi. Ui, mình mới nhắc mà nó xuất hiện luôn rồi nè. Đây đây. Wow, con này nhìn khá là dễ thương luôn các bạn. Cấp 25 hả? Chắc không sao đâu ha. Chúng ta sẽ bắt nó luôn bằng Whipball trước đi. Nếu không được thì mình có thể dùng qua Liverpool nha các bạn ơi. Tại vì cấp nó cũng khá là thấp thôi. Đấy. Ôi không được luôn rồi. Nói không được cái là nó không được thiệt luôn. Qua Liverpool thử nha các bạn ơi. Và lần này thì Liverpool có thành công không? Vẫn không thành công luôn. Wow, khó khăn gì chúng ta rồi nha. Chắc mình sẽ đổi vào một cái quả Timer Ball luôn đi ha. Nãy giờ bắt nó tốn hết 2-3 bá bon rồi đó. Timer Ball. Và yes, thành công rồi các bạn ơi. Totsu đã được bắt rồi nè. Đó, Totsu. Tiên hóa của nó là Totrick City nha các bạn ơi. Và mình vừa đạt được cái thành tựu gì vậy? Bắt 25 Pokemon hệ độc. Wow, xịn nha. Và để mình coi thử em này nó sẽ tiến hóa khi nó đạt cấp bao nhiêu nha các bạn ơi. Totsu. Nó sẽ tiến hóa khi nó đạt cấp được 30 các bạn ơi. Ôi, và nó sẽ có hai cái điều kiện gì vậy? Bên kia có một con Venonat kìa. À, và chỉ là Venonat bình thường thôi bạn ơi. Mình vừa kiểm tra xong thì cái em Totsu này nó sẽ có được hai dạng tiến hóa và nó sẽ dựa vào cái nature của nó nha các bạn ơi. Cái nature tức là cái này nè các bạn. Đó, đây là nature của nó nè. Đây là nature gentle. Ôi, và cái em Totsu này là kích thước nhỏ, nó thuộc hệ điện cũng như là hệ độc các bạn à. Nó trừ defense và cộng special defense hả? Nói chung cũng khá là xịn sò đó. Thôi, em này chắc mình sẽ tạm gác trong cái tập này đi. Tập sau rồi mình sẽ tiến hóa nó với lại mấy cái em Mew series này luôn nha. Trời ơi, Pokemon gì mà nó có nhiều dạng quá vậy. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua mình đánh bại cái em Venonat này đi ha. Đây là cái dạng Venonat thường thôi bạn ạ. Dạng thường mà dám xuất hiện hả? Tôi đang kiếm cái dạng đặc biệt mà. Ui, nó lại xuất hiện nữa các bạn ơi. Quá là nhiều Venonat luôn nha. Ui, vẫn là dạng thường nè, em màu tím thôi. Venonat. Nó nhiều thiệt sự luôn. Mình sẽ tập trung mình kiếm cái em Totsu nữa. Kiếm thêm một con nữa các bạn à. Ai bên đây có một con nè. Chúng ta sẽ cùng soi thông tin của cái em Totsu này nha các bạn ơi. Đâu rồi. Totsu của tôi. Cho supply ra xem thông tin liền các bạn à. Đấy, con này là thuộc nature là Sirius nè. Ngon lành. Để mình kiểm tra coi cái nature của nó nha. Nature Sirius thì nó có thể tiến hóa lên cái dạng Lucky's Form nha các bạn ơi. Và để mình coi lại cái em hồi nãy coi. Cái em Totsu hồi nãy thì là nature gì đấy? Con này là nature Gentle. Cái nature Gentle nó cũng y chang cái nature Sirius vậy các bạn ơi. Là cái dạng Lucky Form thôi. Vậy thì chắc mình sẽ không bắt cái em Totsu này đâu nha. Mình sẽ đánh bại nó luôn đi. Wow, hấp dẫn. Hey, Shadow Ball này nè. Dãnh củ tỏi luôn. Có con Mid Reverse. Nhưng mà nó cách mình 75.000 ô lận. Kinh khủng. Rồi, bây giờ mình sẽ lên đường. Mình đi kiếm thêm mấy em Totsu nữa nha các bạn ơi. Wow, nó có khá là nhiều dạng nó. Xịn thiệt sự luôn à. Mà trời thì nó cũng đến cái lúc hoàng hôn rồi các bạn ơi. Hình như là lúc này thì chúng ta lại không có gặp được Totsu rồi. Nó chỉ xuất hiện vào ban ngày thôi bạn ơi. Con chuồng chuồng nè. Chắc mình sẽ đi qua cái vùng. Có một con Parrot nữa các bạn ơi. Ủa, Parrot gì đây? Để mình kiểm tra luôn nha các bạn. Ủa, nó ở đâu vậy? Đây, Parrot.
Hình như là dạng bình thường thì phải. Cái dạng đặc biệt là cái dạng Valencian nè các bạn ơi. Nó là con cua đỏ. Con này là dạng bình thường thôi à. Đây là cua thường thôi nè. Nướng con cua này luôn nha các bạn ơi. Ủa, nó cho mình cái gì vậy? À, Netherwood. Bướu địa ngục. Đây, tạch đấu với em Zubat này luôn các bạn ơi. Mình rượt theo nó nãy giờ nè. Ui và trời, nó cũng mưa luôn rồi nè. Chúng ta lại thêm một cái kẹo cho mấy Pokemon của mình rồi đó. Để bây giờ mình coi thử mình lên cho em nào ăn kẹo đây. Cho Solgaleo các bạn ơi. Đẩy nó lên cấp 89 luôn. Nhanh thiệt sự ạ. Còn 11 cấp nữa thôi là nó sẽ full level rồi đó. Mình lại trở về cái ngôi làng này để mà khám phá thử coi. Trời, nó mưa luôn rồi nè. Hay chúng ta đi ngủ một phát ta. Chắc mình đi ngủ một phát đi. Đó, ngủ dưới trời mưa luôn. Mình gặp được một em boss nè, Dịch Lịch. Hình như em này mình đã có rồi phải. Trong đây có bán gì không? Wow, bán khá là nhiều đĩa các bạn ơi. Ủa, cái chiêu Smart Strike này chiêu mới hả? Wild Whip nè, Thunderbolt. Khá là nhiều chiêu trong đây luôn các bạn à. Bên đây thì bán Bone. Ui, bán Bone thì bán cũng được nè. Nhưng mà Ultra Bone hơi bị mắc nha. À, mình gặp. À, mình lại gặp thành viên khác của đội Hỏa Tiễn nữa nè các bạn ơi. Dứt luôn nha. Ui, Zubat hả? Tiễn con Zubat này lên đường luôn. Tiếp theo là con gì đây? Lickitung. Lickitung nè. À. Ui, thành viên này chỉ có được hai em Pokemon thôi bạn à. Bên này thì mình có được dân làng nào cho nhiệm vụ không ta? Mình sẽ kiểm tra coi nha các bạn. Ồ, hình như đây là một trainer cấp 18 luôn. Ngon. À, tính ra mình đi kiếm ngôi làng cũng khá là ổn định chứ bộ ha. Gặp được trainer nè. Ui, Glaceon luôn. Ủa, EV hệ băng đó các bạn ơi. Small chum. À, trainer này thì chỉ có ba con Pokemon thôi. Ui. Trời, mình cứ tưởng là ông Moviliner chứ. Đang mừng hụt các bạn ơi. Đây, phía bên này chúng ta có được một em Gardevoir nè. Wow, Mega Shiny nhìn nó đẹp thiệt sự luôn các bạn ơi. Tiễn nó lên đường thôi. Nó hút máu từ mình kìa. Kinh chưa. Mình sẽ chuyển qua chiêu Overheat này nha. Overheat. Ui, chiêu này thì có thể gây sát thương nhiều nhiều hơn rồi đó. Flare Lit này thử đi. Flare Lit. Ui, ngẫm củ tỏi luôn con Volcanion của mình rồi. Giờ chắc mình sẽ dùng cái tuyệt kỹ Z của em Solgaleo nhé bạn ơi. Đây là chiêu Shiren Sinnrage Smash. Chiêu khá là dài luôn. Ui, lại hút máu của mình kìa. Nhưng mà dành củ tỏi rồi. À, lần này nó cho mình một cái. Ui, cái candy mà XL luôn. Ui, cái size thật rất là to luôn các bạn ơi. Mình có thể cho em Solgaleo này được nè. Ô, cho một phát lên cấp luôn kìa. Kinh khủng. Wow, lên được một cấp luôn các bạn ơi. Nói chung thì cũng rất là xịn sò chúng ta đó. Cái vùng này thì chim khá là nhiều ha. Chim đâu mà lắm vậy. Mình là cái trung tâm Pokemon nè. Chúng ta có được hai cái. Đó chính là Max Revive và Revive nè. Dùng để hồi phục máu khi mà Pokemon bị đánh ngất đi đó các bạn ơi. Thôi, bây giờ mình sẽ cất đồ vào trong đây trước đi ha. Mấy cái này ấy, các bạn có thể đem đi bán cũng được nữa đó. Ô, cái gì đây? Bibimus. Wow, chiêu xịn sò nè. Chắc mình sẽ học cho em gì đây? Chắc mình sẽ học cho Volcanion quá các bạn ơi. Bibimus nè. Cho cái chiêu Steam Eruption này nha. Và để mình coi. Bây giờ thì Steam Eruption nó đã tăng lên là 8 lần sử dụng rồi đó các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn nè. Đã thiệt sự nha. Rồi, bên đây có dân làng nào nữa không? Hình như hết rồi các bạn ơi. Ngôi làng này nó cũng khá là nhỏ thôi. Ủa, Villon vùng đầm lầy hả? Villon bình thường thôi các bạn ơi. Không phải là cái dạng Strike. À, Stunfisk. Stunfisk gì đây? Mình sẽ cùng kiểm tra nhé bạn ơi. Ủa, đây là em Stunfisk bình thường thôi phải không ta? Chúng ta có một dạng Stunfisk Galarian nữa các bạn ơi. Nhưng mà em này thì không phải rồi. Khá là đáng tiếc luôn. Mình sẽ thách đấu nó luôn đi nha. Con này cấp 48 luôn. Cấp xịn. Nhưng mà cũng dành cửu tỏi thôi bạn ơi. Wow, Vivillon lại xuất hiện nữa. Công nhận nhiều thiệt sự ha. Nhưng mà tôi đang tìm cái con Tossal mà. Nếu mà Tossal xuất hiện thì hay hơn các bạn ơi. À, có một em boss Hotfix ở đây nè.
và có luôn một cái poker chest. Oh, chúng ta được summer ball, nói chung cũng được các bạn ơi. Đây, mình sẽ nướng cái con crossfit này luôn nha. Flaylit mày nè. Ui da, nướng nó không được rồi bạn ơi. Chắc dùng chiêu hệ nước đi ha. Lấy hệ nước đấu với hệ nước. Một khúc máu luôn. Ui, nó đang bị cháy luôn kìa các bạn ơi. Do hiệu ứng của cái chiêu Steam Eruption này đó. Và chắc bây giờ mình có thể cho cái Volcanion này lên cấp được rồi đó nha. Mình sẽ cho nó lên cấp 88 đi. Ngon lanh canh đao luôn. Bên đây có một con Stunfish bình thường nè. Gặp con này hoài. Sao mà toàn dạng thương cũng vậy. Đứng lại. Đây, Steam Eruption đó các bạn ơi. Dãnh củ tỏi luôn. Ồ, đây đây đây, Toxtrix. Mình thấy một con tiến hóa cấp 2 của Toxtrix bên đây nữa các bạn ơi. Đây chính là Toxtrix City nè các bạn. À, nó là em này hả? Ui, được được được. Để mình lấy Caesar ra các bạn ơi. À, chúng ta sẽ dùng em Caesar để mà bắt cho nó lẹ luôn nha. Đâu rồi? Toxtrix City, chạy đi đâu? Đứng lại. Lượm nó trước bằng Whip Ball trước đi ha các bạn ha. Nếu mà không thành công thì mình sẽ phone Whip nó sau nha. Và... ơ, à, bắt được luôn rồi. Xịn thiệt sự bạn ơi. Bên đây có một con Venonat nè, Venonat bình thường thôi. Mình sẽ tiễn cái Venonat này lên đường luôn nha. Con bình thường mà xuất hiện hoài à. Ui, có một con Stunfish khác nữa kìa. Cái vùng Swampland này khá là nhiều Pokemon chứ bộ. Ồ, mình thấy có con Stunfish đã mất tiêu rồi ta. À, nó phía bên này nè. Ui, đây đây đây, Stunfish Galarian các bạn ơi. Hàng 9, hàng 9. Ồ, tìm nãy giờ thì mới chịu xuất hiện đó các bạn ơi. À, mình sẽ lượm nó luôn bằng Whipper luôn nha. Ồ, cái dạng Galarian của nó nè. Cái màu nó khác nè, màu xanh. Còn con bình thường là màu vàng các bạn à. Ui, bắt không được rồi. Chắc mình sẽ phone Whip đi, cho nó còn một máu cái đã. Ồ, nó đánh mình kìa. Ghê chưa. Phone Whip phát nữa. Rồi, còn một máu rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ lượm nó luôn bằng Dive Bomb nha. Em này hình như là Pokemon hệ điện và hệ đất thì phải. Em này hình như có hệ điện ở đây nữa các bạn ơi. Em cá hệ điện. Chúng mình sẽ cùng kiểm tra nó nha. À, đầu tiên thì chắc mình sẽ đánh cái con Wombat này trước đi ha. Wombat. Ui, cái con boss nó tí hon quá vậy. Steam Eruption mày nè. Wow, nó đánh mình đau thiệt sự. Hả? Steam Eruption không thành công rồi. Chắc mình sẽ dùng chiêu này lại nha các bạn ơi. Steam Eruption. Đây, cấu được cho nó một khúc máu rồi. Hai rô bông thử. Ui, không có toàn mạng được rồi các bạn ơi. Cho Son Galio ra trận thôi. Wow, chiêu này nó cũng không có gây được nhiều sát thương cho cái em Swampert này rồi. Flood Cannon thử nha. Ui, Flood Cannon cũng vậy luôn. Bây giờ chắc mình sẽ dùng cái chiêu Sinh Tiêu Style này lại đi ha. Ồ, hình quá. Nó đánh Son Galio của mình chưa bị ngất đi. Dãnh củ tỏi mày nè. Nó lại cho mình thêm một cái cây kẹo nữa. Ngon thiệt sự. Rồi, để mình tắt cái con Stunfish đi cái đã. Stunfish này đã được bắt rồi nè. Galarian luôn đó. Rồi, giờ thì cho Volcanion lên cấp 89 đây. Ngon thiệt luôn. Đâu rồi, mình sẽ kiếm em nó. Đây các bạn ơi, Stunfish của chúng ta nè. Và mình mới bắt luôn một con đó chính là Toxtrix City. Trời ơi, nghe cái thình. Khá là mệt mỏi luôn. Đây, coi lại con Stunfish Galarian coi. Ôi, em này thuộc hệ thép và hệ đất các bạn ơi. Ủa? À, nó khác hệ với lại cái con Stunfish bình thường. Stunfish thường thì thuộc hệ điện cũng như là hệ đất. Còn Galarian của nó là hệ thép và hệ đất. À, mới ha. Ui, các bạn ơi, cái con Toxtrix City này á, là cái dạng Loki Firm nè. Nó còn một dạng nữa là cái dạng em Firm. Cái dạng em Firm đó thì chúng ta sẽ cần có cái con Toxtrix mà có cái Nature khác các bạn ơi. Nature Gentle này thì nó vẫn tiến hóa lên con Toxtrix City Loki Firm này thôi. Trời ơi, tính ra là huề vốn bãi trưởng luôn đó. À, phía bên này chúng ta gặp được một em Biriu Mega nè các bạn ơi. Mình sẽ lại qua thách đấu em nó thôi. Đây, ngon lành. Ui, con này là Mega Shiny luôn các bạn ơi. Xanh lè nè. Mình sẽ đốt nó nha. Con ong nè. Ồ, dãnh cửa tợi luôn. Ê, nó lại cho mình một viên kẹo nữa. Ngày hôm nay mình gặp được kẹo rất là nhiều luôn các bạn ơi. À, chắc mình sẽ cho em Rippy này lên cấp quá.
Ôi, Rippy nó còn một khúc nữa là nó lên cấp rồi. Thôi, cho em Volcanion đi ha. Volcanion lên cấp 90. Cho nó nhanh các bạn ơi. Rồi, phía bên này mình lại gặp được Hút. Hút với tôi. Đây, dành củ tỏi luôn. Lần này thì chúng ta hết được kẹo nữa rồi. Mình được cái red card thôi. Oh, có một Pokemon mới đang xuất hiện nữa các bạn ơi. Và đây là con Intipi hả? Wow. À, đây là cái con mình tìm nãy giờ nè. Dạ dạ, cái gì vậy? Nó hơi bị lắc một xíu các bạn ơi. Cái con Steridusai này nó thách đấu tôi nè. Đây, đây chính là Intipi nha. Ngon lành. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipball nha. Game này cấp 46 luôn. Ui, cấp cao dữ vậy. Wow, cấp cao như thế này thì chúng ta sẽ khá là khó bắt đây. Và... ui, thành công luôn. Ui, khó bắt kiểu gì vậy ta. Đây, Intipi các bạn ơi. Để mình coi thử con này nó có tiến hóa không nha. Intipi Evo. Nó sẽ không tiến hóa các bạn ơi. Để mình qua mình đánh luôn cái con boss Lidiba này trước đi ha. Rồi mình sẽ cùng quay trở lại cho các bạn cùng coi nha. À, Lidiba nó nằm ở tuốt ở trên đỉnh cao luôn nè. À, con bọ rùa các bạn ơi. Bay đi đâu hả con bọ rùa này? Dảnh củ tỏi với tôi nè. Lại cho mình một viên kẹo nữa. Xịn vái. Chắc mình sẽ cho cái con Rippy này tiến hóa luôn nha các bạn ơi. Đây, thời khắc tiến hóa của Rippy đã tới. Cho nó tiến hóa luôn. Và đây rồi, Rippy của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa nè các bạn ơi. Để mình coi thử lần này nó sẽ lên em gì nha. Coi thử nó lên cái hình dạng như thế nào coi. Wow. Nó lên con Ragloss rồi nè. Và chúng ta học được Dragon Ball. Mình có thể thay cái chiêu này à. Bằng cái chiêu Infestation này đi ha. Wow. Ủa, có con Butterfree ngoài này nữa. Ủa, sao mình tìm Butterfree chứ gì ta? Để mình coi thử Butterfree nó có dạng gì mới ta. Butterfree. À, nó có một dạng mới là Valencian các bạn ơi. Wow, em rồng này thì mình không thể cởi được bạn ơi. Ui, và bây giờ nó đã có nuôi thêm một con Rippy con ở trên đầu nó nè. Xịn thiệt sự luôn nha. Wow, nhìn đã quá chưởng các bạn ơi. Em này thì tiến hóa lên nó vẫn còn giữ là hệ rồng cũng như là hệ ma hả. Thì bây giờ mình sẽ cùng kiểm tra luôn cái em Intipi mình vừa mới bắt luôn nha. À, Intipi của tôi. Đây các bạn ơi. Ủa, con này thì nó thuộc hệ gì đấy? Ôi, con này thì nó thuộc hệ tâm linh và hệ thường các bạn ơi. À, kích thước small. Trừ special attack nhưng mà cộng attack hả? Khá là khó hiểu đây. Nó có được, cũng được hai chiêu ngon nè. Psychic và Store Power. Đó, nói chung cũng khá là xịn sò. Rồi, lại thêm một em Pokemon mới. Và, hai em Pokemon mới luôn chứ. Xịn thiệt sự ha. Rồi, để mình cùng kiểm tra coi mình đã có được bao nhiêu Pokemon rồi. Ui, 873 trên 881 em Pokemon rồi đó các bạn ơi. Nhanh vãi cả chữ luôn đó. Thế là mình chỉ còn 8 em Pokemon nữa là mình có thể hoàn thành xong cái Pokédex này rồi. Và cái Pokédex này nó vẫn chưa hoàn thiện nữa nha các bạn ơi. Nó còn 13 em Pokemon chưa được cập nhật vào trong đây nữa đó. Nói chung thì cũng khá là nhiều luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ cùng tiếp tục chắc đi đánh trainer đi ha. Nãy giờ thì mình đi tìm Pokemon khá là nhiều rồi đó. Giờ đi đánh trainer thôi bạn ơi. Mình sẽ qua một cái hội quán nào đó để mình đánh cho nó lẹ luôn các bạn. À, và mình kiểm tra lại em Farfetch này coi. Wow, hiện tại thì Farfetch của mình á, nó chưa có bất kỳ cái kỹ năng nào có critical hit đó các bạn ơi. Chúng ta phải đánh được 3 cái critical hit trong một cái trận á, thì cái con Farfetch này nó sẽ tiến hóa nha. Đây là Farfetch Guardian đó các bạn ơi. Nó cứ vét cái gây hành cực kỳ to luôn. Ủa, chỗ này là một cái hội quán nè. À, mình có thể qua hội quán này để mình thách đấu được nè các bạn ơi. Ngon. À, mình quên mất các bạn ơi. Mình sẽ còn hai kỹ năng mà nó có thể có critical hit dành cho Farfetch, đó chính là Focus Energy và Leaf Blade các bạn ơi. Đây là cái kỹ năng khá là xịn sò luôn, nhưng mà nó lại là TR các bạn ơi, chứ không phải là TM. Đó, đây là những cái bộ chiêu dành cho Pokemon ở vùng Gala thôi bạn ơi. Và chúng ta còn phải đeo hai cái vật phẩm này để mà tăng cái độ critical cho em Farfetch này nữa. Chúng ta có được Razor Claw cũng như là Scope Lens. Đó, chắc mình sẽ đeo Razor Claw cho nó đi. May mắn phải chưởng luôn. Hôm trước mình có đánh bại Pokemon á mà nó có được Razor Claw luôn đó các bạn ơi. Các bạn ơi, chắc bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào cái file game này để mà thách đấu với lại các trainer nha. Hy vọng là cái file game này á mình chưa từng đánh bại. Ơi, chúng ta sẽ đi vào thách đấu luôn nè.
cho Volcanion ra đầu nha. Ờ à, đúng rồi các bạn ơi, mình chưa từng thách đấu thật. Đây xài Steam Eruption thôi. Ui ui, nó đánh mình đau thiệt sự luôn các bạn ơi. Một phát chảnh củ tỏi nè. Tiếp theo vẫn là Steam Eruption thôi. Rồi, thế là chúng ta đã qua được ải của trainer đầu tiên rồi các bạn ơi. Ây da. Chúng ta chơi dại rồi các bạn ơi. Mình sẽ đấu với lại trainer thứ hai nha. Đấy, Arcanine vẫn là một cái quan hệ lửa thôi. Tại vì đây là hội quán hệ lửa mà. Steam Eruption nè, dảnh củ tỏi luôn. Ồ, mình đã học được chiêu đập gạch cho các em Farfetch rồi đó. Mình sẽ thay bằng cái chiêu gì đây? Shoreden này đi ho. Rồi, tiếp theo vẫn là Steam Eruption thôi. Trainer này vẫn chỉ có được hai em Pokemon thôi. Nói chung là cũng xịn sò con bò đó. Rồi, bây giờ chúng ta lại thách đấu với lại trainer thứ ba thôi nè. Đây, Delphos các bạn ơi. Ủa, chết rồi. Mình bị rớt xuống lửa rồi bạn ơi. Ủa, gặp được con Torkoal luôn. Wow, Pokemon của mình nó lên cấp liên tục luôn. Mình học được chiêu Nasty Boss cho em Morim rồi nè. Ngon. Torkoal với tôi. Dảnh củ tỏi luôn bạn ơi. Ây da, leo lên, leo lên lẹ. Wow, mấy em tí là mình chết ở dưới luôn các bạn ơi. Kinh khủng thiệt sự luôn. À, và bây giờ mình sẽ đi xuống đây và mình thách đấu thêm những cái trainer ở dưới này luôn nha các bạn ơi. Đây, chúng ta lại gặp được một trainer khác nữa nè. Rabidash. Wow, con kỳ lân đó các bạn ơi. Kỳ lân lửa, dảnh củ tỏi một em. Ui, Charizard. Lâu lắm rồi mình mới gặp lại Charizard đó. Dảnh củ tỏi Charizard luôn. Con gì đây, Chandelure. Ui, và Pokemon của mình nó đang tiến hóa rồi nè. Đấy là Morim các bạn ơi. Con Morim của chúng ta nó đang tiến hóa. Để mình coi thử nó sẽ lên em gì nha. Và lần này nó sẽ lên con gì đây? Nó ngầu hơn các bạn ơi. Nó cơ bắp hơn nè. Đây là con Grimmsnarl nè. Mình có được cái chiêu Spirit Breath. Đây là chiêu cũng khá xịn sò đó. Chứ mình sẽ thay cái chiêu Flutter này ha. Wow, xịn thiệt sự các bạn ơi. Rồi, tí mình sẽ ra mình coi lại cái em này sao nha. Để nó tiến hóa rồi, mình sẽ cất nó vào bên trong này đi ha. Rồi, chúng ta lại thách đấu với lại trainer kế tiếp. Ui, Chandelure nữa. Toàn là mấy cái con Pokemon trong tòa tháp ma thôi. Chandelure với tôi nè, dảnh củ tỏi luôn. Gì đây? Houndoom. Houndoom. Ui, nó còn nổi tại một máu cơ. Nhưng mà không sao. Hydro-boom. Ây da, nó phun lửa mình các bạn ơi. Cái chiêu phun lửa đó hiệu ứng khá là đẹp ha. Đây, lại là Chandelure nữa. Nhưng mà sao lần này nó hơi bị trâu các bạn ơi. Wow, nó đánh Volcanion của mình cũng khá là đau luôn. Chandelure. Oh. Ui, luyện cấp ở trong đây á, Pokemon của mình á, nó lên level nhanh thiệt sự luôn. Đã vãi cả chưởng ạ. Đó, mình đã gạt được rồi bạn ơi, hên vãi cả chưởng ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên kia nha. Qua bên này. Nhảy qua bên này luôn các bạn ơi. Chúng ta lại thách đấu với lại các trainer khác thôi nè. Giờ chắc mình phải nhờ sự trợ giúp của một em Pokemon nào đó xịn sò các bạn ơi. Như là Kyogre chẳng hạn. Trời ơi, cái quán này nó đau thiệt sự luôn đó. Rồi, mình sẽ tiến hành thách đấu với lại trainer này nha. Thách đấu lại thôi bạn ơi. Wow, cấp 100 nè. Đây, mình sẽ xài chiêu Origin Pool nha. Chiêu độc quyền của Kyogre luôn. Trời, nó vẫn còn nội tại một máu kìa bạn ơi. Cay vậy. Hydro-boom nè. Origin Pool tiếp tục. Dảnh củ tỏi luôn nha. Ôm học được Shoreden. Lại học lại à. Mình mới quên cái chiêu này mà. Hai Hydro-boom phát nữa. Ui, ông này nhiều Pokemon quá các bạn ơi. Torkoal với tôi. Ủa, lại thêm một Pokemon nữa rồi nè. Mình học được Psychic cho cái em Heatstream này nè các bạn ơi. Chắc mình sẽ thay cái chiêu Psybeam này đi quá. Chúng ta học được Takedown. Ủa, Takedown chắc mình sẽ thay Wit Attack này đi ha. Rồi, hai Hydro-boom phát nữa coi. Và đấy rồi, em Heatstream của chúng ta đã đang bắt đầu tiến hóa các bạn ơi. Không biết nó sẽ lên được em gì đây ta. Đây, khá là xịn sò luôn nha. Heatstream. Wow. Và nó đã cao hơn luôn các bạn ơi. Con này là Heatstorin nè. Wow, chúng ta đã học được Psychokurt. Ui, mình bị rớt xuống lava hoài à. Đây là con. Wow, con này mình có thể bay được hả? Mình có thể cởi được các bạn ơi. Con Heatstorin này mình có thể cởi được nha. Wow, khá là ngon luôn. Bây giờ nó đã tiến hóa rồi nè. Nhìn khá là xinh luôn các bạn ơi. Thôi, em này mình sẽ cất lại vào trong cái PC thôi nè. Chúng ta lại lấy thêm một em ra để mà luyện cấp thôi. Chỗ này mình sẽ dùng Volcanion để mà bay quá. Bây giờ nó nhanh các bạn ạ.
Các bạn ơi, chắc bây giờ mình phải nhờ tới sự trợ giúp của Asus rồi. Chứ nó đánh mình đau thiệt sự luôn đó. Tại vì mình dùng bữa mon cấp 100 á, nên cấp cao vãi chưởng luôn đó. Chúng ta rất là dễ bị ăn hành luôn. Đây, hao đun nè. Vẫn còn nội tại một máu á, cay vậy. Mình sẽ vẫn tiếp tục xài chiêu Origin Pool nha các bạn. Đó, các bạn bữa mon lên cấp rồi kìa. Infernet vẫn có nội tại một máu á. Nhưng mà chắc không sao đâu. Origin Pool phát nữa. Rồi, tiếp theo là Blaziken. Ủa, xong tôi rồi. Blaziken sao đánh không trúng nó vậy? Dãnh của tỏi Blaziken luôn nè. Rồi, Flareon. Wow, và đây là em Pokemon gì đây? Ui, và đây là cát phơm các bạn ơi. I-beam này nè. Cát phơm hệ nước. Mình sẽ I-beam cho nó đóng băng nha các bạn ơi. Oh, nó đang bị đóng băng rồi. Hên quá. I-beam phát nữa. Dãnh cứu tội nó luôn. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã giành được chiến thắng rồi nè. Trời ơi, khổ thiệt sự luôn đó. Đó, mình lên trên đây mình thách đấu luôn các bạn ơi. Đầu tiên thì chúng ta gặp được Kem Rup nè. Kem Rup một em. Tiếp theo là con gì đây? Delphos. Ui, Delphos hai em. Houndoom. À da, Houndoom mạnh vãi chưởng luôn các bạn ơi. Origin Pool nó đi ha. Wow, ba em. Infernape. Wow, chấm máu cơ. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Nó có một máu thôi mà. Mình học được chiêu Slam cho em Farfetch'd nè. Thay liền các bạn ơi. Rồi, tiếp theo là vẫn là Origin Pool thôi. Và đây chính là Pokemon cuối cùng mà mình còn phải đánh bại đi. Đó chính là Flareon nha. Flareon. Và đây rồi, Volcano Bash đã thuộc vào tay mình. Cùng với đó là một cái overhit các bạn ơi. Rồi, sau khi thách đấu xong cái file game này thì mình chỉ còn 11 ông trainer nữa là mình có thể xong cái nhiệm vụ Shooting Star này rồi đó. Mình đã quyết định đổi Pokemon các bạn ơi. Lần này thì mình dùng Sonic cũng như là Aceus nha. Đó, Sonic ra trận. Đây rồi. Mình có chiêu Hornlick nè, đây là chiêu hệ lá. Chúng ta có thể khắc chế được các Pokemon hệ nước được các bạn ơi. Chiêu Hornlick này nó cũng hút máu nữa. Tiện vãi chữ luôn đó. Đấy, tiếp theo là gì đây? Weller con cá voi. Ui, to vãi chưởng hả? Mà không sao, chúng ta vẫn có thể hút máu được của nó. Weller chứ tui. Ui, hút qua hút lại như vậy chết luôn à. Hornlick nè. Mình sẽ xài tuyệt kỹ Z một lần nữa coi. Ờ, hình như là thách đấu với trainer chúng ta vẫn không có thể xài được cái tuyệt kỹ Z các bạn ơi. Wow, khó hiểu vãi. Đây, lần này thì cho Asus ra trận coi. Chức mình nè. Tiếp theo thì mình gặp hai con Gastrodon. Gastrodon nè, hai em luôn. Gastrodon cũng là hai em luôn. Ây da, chết rồi, chỗ này lỡ đập ra rồi. Giờ mình phải đi lên và thách đấu tiếp với lại các trainer các bạn ơi. Đây rồi. Dưới đây chúng ta gặp được một trainer nè. Trainer nữ nữa. Hồi quán này toàn trainer nữ thôi các bạn à. Wellering, nửa cây máu luôn. Wow, có thể là thật các bạn ơi. Chúng ta không thể dùng cái tuyệt kỹ Z khi mà thách đấu lại trainer được. Hình như phiên bản cập nhật mới này nó đã sửa lại như vậy rồi đó. Cũng như là khi Mega thì chúng ta cũng không có thể Mega khi mà đấu với lại trainer được nha các bạn ơi. Ủa, con Sharpedo này sao mình đánh nó không được? Ủa, vẫn không được luôn. Xài Moonblast thử coi. Này thì đánh không được nè. Dãnh cửu tỏi luôn. À, Rinza hả? Hút máu từ nó liền bạn. Ồ, một hút máu luôn. Rinza nè. Dãnh cửu tỏi luôn. Pepliber nè. Ây da, không được rồi. Moonblast đó các bạn ơi. Đó, vậy cho nó dễ. Và mình chỉ còn được 5 trainer nữa là mình có thể xong cái nhiệm vụ Shooting Star rồi. Giờ để mình lên đây, leo lên trên đây coi. Đó, và bây giờ thì mình đi thách đấu với lại chủ hội quán đó các bạn ơi. Đây chính là chủ hội quán hệ nước nha. Octillery nè. Ui, Dynamax luôn các bạn ơi. Cái gì ghê vậy? Wow, con Octillery khổng lồ các bạn. Ui, mình hết hồn luôn. Wow, xịn thiệt sự các bạn ơi.
Ây da, rảnh củ tỏi luôn rồi. Ui, hình như Dynamax lên thì Pokemon nó sẽ tăng lượng máu đi đó các bạn ơi. Đây, đây nó đã nhỏ lại rồi nè. Nhỏ lại thì xác định với tôi. Này thì hăm dọa tôi hả? Đúng rồi, con cá đuối này khá là khó đánh đây. Extreme Speed với nó. Rồi, giờ thì mình sẽ chức mình nó tiếp tục nha các bạn ơi. Chức mình mới tiếp tục. Rồi, chúng ta học được Leaf Blade cho em Farfetch rồi nè. Ngon lành, với chiêu này thì mình có thể tiến hóa được em Galarian Farfetch này rồi nha các bạn ơi. Armastar nè. Đây rồi. Ôi, cái em rồng của mình nó cũng đang tiến hóa luôn. Wow, Golduck nè. Và em cuối cùng là em Lantern cá lồng đen. Đây rồi các bạn ơi, mình đã được một cái Waybet, một cái hy hiệu sống. Và em Rucklot của mình nó cũng đang tiến hóa luôn. Wow, xịn vãi cá chữ luôn các bạn ơi. Đây, Rucklot. Em này là một em rồng á thần nha các bạn ơi. Nó sẽ tiến hóa là một con rồng á thần nè. Và lần này nó tiến hóa lên được con Dragapunch. Chúng ta học được chiêu Dragon Dash nè. Chiêu này thì mình sẽ thay cái chiêu gì đây? Chiêu này thì mình sẽ thay cái Pie này nha các bạn ơi. À, ngon lành cành đào luôn. Wow, xịn thiệt sự các bạn ơi. Ô, em rồng này mình không có thể cởi được. Để mình đi ra ngoài cái hội quán đi, rồi mình sẽ tính tiếp nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi. Đây chính là em Ragapun. Ồ, em rồng á thần mà mình vừa tiến hóa nè. Trong đây nó nuôi thêm hai con Rippy ở trong đây nữa. Hai con nữa bạn ơi. Nuôi ở chỗ lỗ tai của nó nè. Xinh vái. Ui, và con rồng này nhìn khá là giống con thuần luồn ha. Rồi, xong một em Pokemon nữa rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành đi thách đấu với lại em Rodrigan này nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ dùng Farfetch xài cái chiêu Leaf Blade này nha. Đó, nó đánh được một critical hit rồi kìa. Bây giờ mình sẽ cố đánh thêm hai hit nữa nha. Đây, Leaf Blade tiếp tục các bạn ơi. Đó, lại là một cái critical hit nữa. Và bây giờ thì chúng ta có thể đánh một phát nữa để cho cái con Farfetch nó tiến hóa luôn nha các bạn ơi. Đây, và Leaf Blade pha cuối cùng. Đây rồi. Đó, và con Farfetch nó đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Thôi mình sẽ đổi Pokemon đi. Farfetch nó sắp ngậm cụ tỏi rồi. Mình sẽ đổi qua Celebi nha các bạn ơi. Và mình sẽ xài cái chiêu là Howling Switch nha. Đó, chúng ta sẽ lấy máu của Celebi để mà đổi máu cho cái con Farfetch của mình. Farfetch Galarian của mình chứ. Đây, mình sẽ đổi máu cho Farfetch nè. Đó, nó lên lại full máu rồi kìa các bạn ơi. Ngon lành. Và lần này thì chúng ta sẽ đánh bại luôn cái con Rodrigan này nha. Cho cái em Farfetch này nó có thể tiến hóa một cách nhanh nhất nha các bạn ơi. Đó, và đây rồi. Đây, và cuối cùng thì Farfetch Galarian của mình nó cũng đang tiến hóa rồi nha các bạn ơi. Để coi lần này nó sẽ lên cái em Pokemon có hình dạng gì nha. Mình thì mình chưa thấy tiến hóa của cái con này nha các bạn ơi. Wow, con này thì nó có kiếm và khuyên luôn. Đây là Surfetch nha. Wow, học được Iron Defense nè. Mình sẽ thay Fury Cutter nha. Ui, đây là em Surfetch nè. Tiến hóa của Galarian Farfetch nhìn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, nó xịn thiệt sự luôn. Ồ, nó có một cái khiên nè. À, hay ha. Và một cái kiếm luôn. Rất là thích hợp với lại cái gen này luôn các bạn ơi. Hình như đây là hiệp sĩ thì phải. Ồ, nhìn đẹp thiệt sự các bạn ơi. Ồ, nhưng mà sao nó to quá vậy ta. Mình sẽ coi kích thước của nó coi. Kích thước huge các bạn ơi. Wow, nó quơ kiếm kìa. Ngầu vậy cả trưởng luôn đó. Đây, mình sẽ cho các bạn coi kỹ hơn nè. Wow, nhìn to rất là đẹp luôn các bạn ơi. Cuối cùng thì cũng tiến hóa là được em nó rồi. À, phía bên kia chúng ta có một trainer kìa. Chắc mình sẽ đi dọn đồ và lên đó thách đấu với trainer nha các bạn ơi. Mình chỉ còn đánh bại hai trainer nữa là xong cái nhiệm vụ Shooting Star rồi. Bây giờ thì mình sẽ thách đấu với lại trainer này thôi. Trainer cấp 69 các bạn à. Chỉ có một con Pokemon thôi. Đơn giản vãi chưởng ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm thêm một trainer nữa để mà hoàn thành xong cái nhiệm vụ này nha. Wow, ở trong ngôi làng này thì có trainer nào nữa không ta? Để chúng ta sẽ cùng kiểm tra coi. Ngôi làng này thì mình đã từng khám phá rồi các bạn ơi. À, đây đây đây, chúng ta gặp một trainer cấp 3 nè. Ôi, mình chưa thách đấu luôn, hên vãi cả chưởng ạ. Bây giờ thì thách đấu luôn các bạn ơi. Đây, Rattata. Dảnh củ tỏi luôn. Và chúng ta đã xong nhiệm vụ rồi nè. Ok, mình sẽ quay trở về trả cái nhiệm vụ Dynamax này thôi các bạn ơi. Dynamax Quest. Đây rồi, đây rồi. Ngon lành cành đào luôn. Ồ, có cái dấu chấm than màu cam nè. Wow, đây là một cái nhiệm vụ gì đó.
Có vẻ khá là xịn các bạn ơi. Ồ, đây là nhiệm vụ tìm một cái orb hả? Tìm một cái orb dành cho chim băng. À, mình có một cái orb hồi nãy mình có đánh bại rồi nè. Ồ, cái này, ủa sao không được vậy ta? Chắc một tí nữa mình sẽ tìm hiểu cái này sau nha. Chúng ta sẽ tạm thời cất vào trong đó đi. Đây, đây, nói chuyện với lại giáo sư thôi các bạn ơi. Xong rồi, xong rồi. Chúng ta sẽ được giữ cái Dynamax Band nha các bạn ơi. Và đây rồi, mình đã xong cái nhiệm vụ Shooting Star rồi nha. Đây, đây chính là Dynamax Band nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Mình sẽ cho các bạn cùng coi nha. Đây, đây, các bạn nhìn vô cái tay của mình kìa. Đó, Dynamax Band. Ủa, nó màu hồng hồng vậy hả ta? Wow, nói chung thì cũng rất là đẹp các bạn ơi. Nó là một cái vòng tay Dynamax thôi. Rồi, từ bây giờ trở đi chúng ta có thể tiến hóa Dynamax cho Pokemon được rồi đó. Ồ, và chắc mình sẽ tìm hiểu nhiệm vụ này coi. Mình sẽ vứt cái viên ngọc này ra. À, lụm lại thì mới được các bạn ơi. Chứ cặp trên tay hồi nãy là không được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cường hóa cái viên ngọc này với lại viên đá Ice Stone. Ồ, viên đá hệ băng. Ủa, sao lại là Ice Stone ta? Để mình đi về nhà mình kiểm tra thử coi. Đây, Ice Stone nè các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi chế tạo cái viên ngọc dành cho chim băng coi. Ồ, bây giờ nó đã thay đổi cái công thức rồi. Nó đổi thành viên đá băng chứ không phải là viên đá hệ nước như hồi xưa nữa các bạn ơi. Còn hai viên đá hệ điện và hệ lửa thì vẫn bình thường thôi. Rồi, viên ngọc cho chim băng đã được chế tạo. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng kiểm tra nhiệm vụ là gì nha các bạn ơi. Ủa, đánh bại 375 em Pokemon. À, đây chính là nhiệm vụ hồi sinh chim băng thì phải. Thôi, mình sẽ tạm để qua tập sau đi các bạn ơi. Bữa đây thì mình gặp một trainer nè. À, khi thách đấu với lại trainer và boss, chúng ta mới có thể Dynamax được nha các bạn ơi. Còn thách đấu với lại Pokemon thường thì chúng ta không thể nha. Đây, chúng ta Dynamax nè. Wow, các bạn có nghe cái tiếng không? Ui, cũng mèo Dynamax rồi các bạn ơi. Wow, to thiệt sự luôn. Nó gấp 2, gấp 3 lần mình luôn kìa các bạn à. Kinh khủng với cái chưởng ạ. Và trên đầu nó có một cái đám mây nè. Nó có mấy cái tia sét chiếu xuống hả. Ồ, khá là hay. Mình sẽ thử qua Solgaleo coi. Solgaleo Dynamax. Ui trời ơi, khổng lồ luôn bạn ơi. Mình đã có được một con Solgaleo khổng lồ nè. Và các bạn có để ý máu của nó không? Máu nó là 552 đó các bạn ơi. Kinh khủng thiệt sự luôn. À, nếu mà chúng ta cho mấy cái em Pokemon này á, ăn kẹo Dynamax thì máu nó sẽ còn tăng lên nữa nha bạn ơi. Tối đa là được ăn 10 viên kẹo Dynamax nha. Mình học được bay đây cho cái em mèo này rồi. Đó, ngon lành nha. Rồi mình sẽ tạm xử cái trainer này luôn nha các bạn ơi. Siêu đinh với tôi. Dảnh củ tỏi rồi. Wow, chúng ta còn một con boss nữa kìa. Con boss Kakon. À, mình sẽ đi qua đánh boss thôi bạn ơi. Đánh boss thì cũng có thể Dynamax được nha. Wow, cái tiếng Dynamax nghe nó chói tai nha. Như là cái tiếng chúng ta đi sửa đồ bằng cái đe đó các bạn ơi. Trời ơi, cũng không có gì à, gọi là đặc sắc ha. Nhưng mà được cái level Pokemon nó cũng khá là to đó. Máu nó rất trâu luôn nè. Wow, xịn sò con bò liền. Ồ, nó to bằng một cái núi luôn các bạn ơi. Đây là em Solgaleo khổng lồ đó. Dánh củ tỏi luôn. Ngon. Ôi, con mèo tiến hóa kìa. Thôi mình sẽ tiến hành hủy đi ha. Wow, chúng ta bên này có một con Rolycoli nữa. Lại là một con boss nữa các bạn ơi. Ui, boss á, nó biết mình có Dynamax Band hay sao á. Nó tới đây nó xuất hiện hoài các bạn à. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành xài những cái chiêu Dynamax thôi. Ồ, lần này là Volcanion nha. Ui, Volcanion thì nó không có bự bằng cái con Solgaleo các bạn ơi. À, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy đám mây của em Volcanion này được nè. Wow, đám mây màu đỏ đỏ này hả? Màu đỏ thẫm nè. Có cái tia sét chiếu xuống nữa chứ. Xịn thiệt sự các bạn ơi. Rồi, tiễn em Rolycoli này lên đường luôn thôi. Dảnh cử tỏi luôn nha. Ồ, đẹp phải cái chữ các bạn ơi. Wow, bữa đây lại có thêm một em boss nữa. Sao boss xuất hiện hoài vậy ta? À, và đây, đây chính là cái thanh Dynamax level nè các bạn ơi. Chúng ta có tổng cộng là 10 cấp nha. À, tương ứng với lại 10 viên Dynamax Candy đó các bạn ơi. Đây, đây chính là Dynamax Candy nè. Chúng ta có thể cho Pokemon ăn 10 viên kẹo này là tối đa đó. Để mà nó tăng được cái lượng máu khi mà Dynamax lên nha. Còn kích thước thì nó vẫn vậy thôi các bạn ơi. Đây, lần này là Rolycoli nha. À, vẫn tiếp tục là em này. Dảnh cũng tỏi luôn rồi. Chưa kịp Dynamax lên nữa.
Rồi mình sẽ thách đấu một em Pokemon hoang dã cho các bạn cùng coi nha. Nó sẽ không có thể Dynamax được đâu các bạn ơi. Đây mình sẽ thách đấu cho các bạn coi nè. Đó, nó đã chặn cái dấu Dynamax của chúng ta rồi. Pokemon hoang dã thì không có thể Dynamax được. Thôi, nói chung thì cũng khá là đáng buồn thôi. Ok, thì đó là các cái thông tin về Dynamax trong cái Bitsimon 8.1.2 này. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.